Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua phải nói rất nhiều các anh chị ở tất cả các nơi về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin tìm người nhà, tìm người thân, tìm anh, tìm em. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một em trai ở một nơi rất xa hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương để đăng tin tìm người em trai của mình. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em tên là gì? Em tên là Mai Dũng Phong. Em nhiêu tuổi đây em? Em nay 22 tuổi. 22 tuổi à? Hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương là tìm ai? Tìm em của em. Em của em họ tên là gì? Mai Vũ Bảo. Mai Vũ Bảo, năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 29 tuổi. Ồ, em là nhiêu tuổi? 22. Em 32. Ồ, anh thấy là em 32 tuổi tìm em trai đúng 29. Không? Là 29 tuổi. Dạ. Hai anh em mình quê quán ở đâu? Quê ở Hậu Giang. Quê từ Hậu Giang luôn. Dạ. Rồi cho anh hỏi là vừa rồi trong thời gian mất tích là em trai của em mất tích ở đâu? Ở trong công ty. Công ty ở đâu cụ thể em? Ở khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ồ, mất tích ở Long An. Dạ. Ồ, mất tích đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi em? Từ ngày 14 tháng 3 tới nay 3 ngày. Từ 14 tháng 3 hôm nay 17 tháng 3 đúng không? Ừ, 3 ngày qua rồi. Em của em làm cái công việc mà làm trong cái công ty ở Xuyên Á lâu chưa? Ở Long An lâu chưa? Dạ cũng được 10 năm rồi. Ồ, thời gian rất dài ha. Trước đây em của em đã từng bỏ nhà đi hoặc đã từng đi đâu xa chưa? Dạ chưa. Chưa ha. Em của em có vợ chưa? Dạ chưa, gần mới đính hôn. Ồ. Đính hôn là em có hiện nay em đã tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao em của em bỏ nhà đi hoặc mất tích không? Dạ không. Nó là không nói gì hết. Cũng không có giận gia đình gì hết. À, không nói gì luôn, không giận. Tìm hiểu nhiều lắm rồi mà nó đi không có nói gì hết. Còn là hiện nay thì gia đình mình hoàn toàn là không biết những thông tin và nguyên nhân gì tại sao em bỏ đi. Dạ. Em của em là ở trọ hay là ở... Không, ở trong công ty luôn. À. Tại vì lái xe sáng đi sớm ở trong công ty không à, em của em là lái xe trong công ty. Dạ. Lái xe là cụ thể vận tải hàng hóa gì? Chuyển hàng mà may mặc đi giao. Đi giao các nơi? Dạ. Hay là tại trong công ty em? Đi giao các nơi. À. Bây giờ thì xe đấy là em đã tìm hiểu là xe đó là một mình em của em đi hay là ai đi nữa? Chỉ một mình em. Đến giờ phút này em của em bỏ đi rồi, trong vòng 3-4 ngày vừa qua rồi em của em có đem theo những cái gì đi không? Không có đem gì, chỉ có bằng một bộ đồ thôi. Người không? Dạ. Điện thoại có xe. Không? Chiếc xe với điện thoại với bóp. Xe gì em? Xe Exciter màu xanh. Màu xanh, biển số mấy? 95B1 51301. Xe màu gì em? Màu xanh. Xe Exciter đúng không? Dạ. Ồ. Ngoài ra là tiền bạc, tài sản em của em có cái gì không? Em có biết không? Cái đó giờ em không biết. Liệu có tiền không? Có tiền. Trong bóp thì cỡ 1.7 triệu, tại vì mới lãnh lương đưa mẹ hết rồi chỉ còn 1.7 triệu. À, mới lãnh lương xong đưa cho mẹ rồi. Dạ. Em của em có ăn chơi gì không? Dạ không. Không ăn chơi gì? Dạ, hiền lắm. Trước đây em của em là hoàn toàn là chưa đi đâu, bỏ nhà đi hoặc đi rời công ty đi xa đúng không? Dạ đúng rồi. Có đi đâu cũng là điện báo về nhà, cũng như đi chơi qua đêm là điện báo về nhà cho em hoặc mẹ em là biết. Thế còn cái hôm mà mới đi đây nè, là em của em là không chia sẻ đi đâu luôn? Dạ không. Mà mất tích giờ nào em biết không? Là đi lúc 7:59 ra khỏi công ty. Rồi là tới sáng đi vô đi làm á là phát lên là điện không bắt máy, rồi là thuê bao không, là không biết tung tích tới đâu luôn. Hiện nay em của em là có đi theo một chiếc xe Exciter. Dạ. Đúng không? Màu xanh đúng không? Dạ. Biển số 95 mấy? 95B1 51301. Và mất tích thì gọi là 8 giờ ha. Dạ. 22 giờ tối. Dạ. Ngày mùng mấy? 3 mùng 4. Ngày 14 tháng 3. Ngày 14 tháng 3 năm 2023. Dạ. Không rõ lý do gì. Đến giờ phút này là hoàn toàn là không liên lạc được. Dạ. Em đã tìm hiểu nguyên nhân hoặc thông tin người bạn gái của em trai của em chưa? Dạ có. Có hỏi hết nhưng mà em gái nói là bây giờ vẫn bình thường, không có giận hờn gì hết. Bảo nó còn hứa là chủ nhật này qua mình vẫn chơi nữa. Hiện nay em gái của em đi có đi tìm không? Dạ. Em gái của em hiện nay đến giờ phút này có đi tìm không? Bạn gái của Bảo à? Không, ở bên Bình Dương. Bình Dương sao không đi tìm giúp? Tại vì nó chạy xe yếu á, không nên nó không có biết đường đi trên này. Em đang nghi ngờ điều gì? Dạ. Em đang nghi ngờ điều gì? Em sợ là giờ sợ bị bắt cóc hay sao? Bắt cóc thì em của em tuổi đời cũng lớn rồi, bắt cóc thì khó có thể xảy ra. Dạ. Bắt cóc là những cái nhỏ thôi. Bị bỏ bùa hay chứ hiện nay mà... đến thời điểm này là anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương ghi nhận rất nhiều thông tin, một số các thanh thiếu niên nha. Dạ. Đặc
biệt là một số thanh niên bây giờ đang hướng tới là một công ty, có thể rằng công ty của em ấy đang làm mấy công việc nó không có phù hợp, hoặc là công việc nó nặng nhọc mà lương không có cao, nhưng mà có thể là rảnh rỗi mà ngồi sọt trên mạng, trên internet ấy, xem một số thông tin có thể là kiếm được nhiều tiền trong vòng một tháng mà việc nhàn hơn, nhẹ hơn. Có thể là em của em đã bị lừa và dụ dỗ, một là ra tàu biển, hai là sang Campuchia, là nhiều khả năng có thể xảy ra. Còn không có một lý do để mất tích nhá. Còn cái chuyện mà nếu mà chẳng may có thù hận cái gì đó thì nó là cái riêng khía cạnh khác. Em có nghĩ điều đó không? Chắc thù hận thì không có đâu, tại vì em hiền lắm, không có hiền lắm, không có va chạm với ai hay. Không va chạm với ai hết. Là chuẩn bị đính hôn rồi đúng không? Có dự kiến là ngày nào không em? Là tháng 11. Tháng 11 là cuối năm nay ha. Dạ. Gia đình em đã trình báo cơ quan công an chưa? Dạ, trình báo rồi. Cơ quan công an nói làm sao? Ở trên công an đó là báo, em có báo rồi, nhưng mà công an nói để tìm khi nào có thì liên lạc. Mình cũng lên thuyết trình những công việc như vậy. Những cái câu chuyện phải là những cái câu chuyện của một số thanh niên đến giờ phút này bỏ đi mất tích rất nhiều. Các anh em đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương đăng tải ghi nhận rất nhiều rồi. Ở đây là đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương là luôn luôn đón nhận và tiếp nhận tất cả các thông tin, các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh về đây nhờ báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương. Các anh ấy rất hết lòng, nhiệt tình giúp đỡ tất cả các trường hợp, tất cả các hoàn cảnh nhá, giúp miễn phí, không phụ lợi nhá, không xin xỏ. Em hiểu ý không? Ừ. Vì vậy anh nói như vậy để cho em hiểu ha. Có vấn đề gì, bất kể có thông tin gì cụ thể là em cứ liên hệ cho các anh em đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 em nhé. Em có điều nào muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là, một là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hai là em trai của em xem được. Nếu có vì lý do nào đó thì em của em hãy liên hệ lại cho các anh đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương nhá, để các anh tìm cách giúp cho em nói chuyện đi. Dạ, em cũng mong các anh Hải với trung đội của anh Hải liên hệ tìm giúp em trai của em. Em có thấy trên nơi đó này thì liên hệ về trên gọi cho đội anh Hải. Ở trong những ngày vừa qua thì gia đình mình tìm kiếm ở những đâu? Tìm ở bệnh viện đồ khắp nơi, vòng vòng ở khu Long An ấy mà không biết được. Hiện nay chưa có một tí chút thông tin nào luôn. Dạ, tại vì em đấy đi không có để lại một cái gì hết nên không có biết được. Em của em có đi có đem quần áo không? Em đã kiểm tra chưa? Dạ, kiểm tra rồi. Chỉ bằng một cái áo thun màu xanh, quần màu xanh. Quần sọt hay quần dài? Quần dài, quần jean. Có mặc áo gió không? Dạ không. Không luôn. Kính thưa cô chú, anh chị và các bạn, trong thời gian vừa qua và đã rất nhiều các thanh thiếu niên, thiếu nữ bỏ nhà đi hoặc là vì lý do nào đó bị dụ dỗ trên mạng, trên internet. Đến thời điểm này đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương ghi nhận phải là rất nhiều, phải là hàng trăm ngàn trường hợp. Đến giờ phút này thì các anh em đã ghi nhận được rất nhiều các thiếu nữ hiện nay bị lừa đảo, bị bán, dụ dỗ sang bên kia Campuchia. Chính vì lý do như vậy ở đây là cũng là một cái bài học, một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả các cô, các chú, các anh chị ở các tỉnh. Hy vọng là các con em chúng ta đang độ tuổi, và ví dụ một là độ tuổi học sinh, sinh viên hoặc là tuổi lao động, thì hãy kèm cặp hoặc có thể là hướng dẫn con em chúng ta tránh tình trạng bị lừa đảo, bị dụ dỗ, bị bán. Đến khi mà tình cũng mà tìm kiếm được vẫn là hết sức vô cùng khó khăn. Thực sự cái câu chuyện của em chia sẻ này thì các anh em cũng hy vọng là video này đăng tải lên để được nhận được các của các cô chú, anh chị ở trên tất cả các cộng đồng, trên tất cả các mạng xã hội. Hy vọng là chia sẻ video này nhiều hơn nữa để sớm biết được thông tin chính xác em trai của em ở đâu nhá. Nếu các cô chú, anh chị, nếu ai phát hiện được em trai này đang ở đâu thì báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các anh em sẽ tìm cách để giúp em trai này quay trở về. Em còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không em? Dạ, em cũng mong là các trên mạng xã hội tìm chia sẻ giúp em để tìm được em trai của em. Cảm ơn. Rồi, cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương, anh xin gửi lời chào và chúc sức khỏe em cũng như toàn thể gia đình. Chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, may mắn, thành công hơn nhiều hơn nữa. Hy vọng là một vài ngày tới đội hiệp sĩ Quân Thể Bình Dương các anh em sẽ đăng tải video lên nhanh nhất có thể, sớm biết thông tin chính xác em của em đang ở đâu, giúp em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Rồi, xin chào em, xin chào các cô chú, anh chị và các bạn.